Ơi, mình là Trung. Mình đây máy phòng bình cũ thì hôm nay mình tiếp tục qua hàng thông nói cho mọi người rồi. Mình nói luôn đây thùng, nói luôn là lô này mình sẽ bán tiền khách hàng cho mọi người nha. Đây mọi người cố gắng để ý theo dõi ai, những ai đã từng mua hàng thùng của mình rồi trong đợt này thì có thể coi video này. Mình bán tri ân khách hàng thì giá cả nó tương đối, mình tri ân mà, nên là mình bán giá có thể là giảm hơn một chút nhé, để cho mọi người lựa chọn mua ưu tiên khách quan mua những lô hàng này của mình. Đây đây là con máy cắt thịt cao, cắt cái vật liệu mềm nha mọi người, cắt thịt cao, cắt vật liệu mềm đây, trắng đây. Con máy này còn rất là mới nha mọi người, đây mới này, về vệ sinh ra một tí là nó sạch đẹp này. Đây chỗ này thì nó dính bụi thạch cao thôi này, cái bàn nó chỉ bị bể xíu chỗ này thôi, nó không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Cái bàn vẫn phẳng này, chỉ bị bể xíu một góc này thôi, không sao cả. Đấy, vỏ pin còn cầm này, nhưng mà mình không bao cầm nhé. Đấy, mình cố gắng lựa những vỏ pin nào còn cầm ok cho mọi người. Đó, cũng có nhiều anh thì hơi bị đang là vỏ pin về xài được một ít bữa thì nó lại hỏng mắc. Đấy, con máy cắt này thì chỉ tết như thế thôi mọi người, chạy như thế thôi. Đấy, sạc còn sống nha mọi người, hai gọi pin còn cầm nhưng mà mình không bao cầm rồi đó. Đấy, bộ như thế này nè. Trời, mình tí mình lấy băng keo giấy của cái bút. Đây, thùng số 1 nha mọi người. Số 1. Thùng này mình chỉ bán 470.000 thôi. Đấy, giá này giá tri ân khách hàng nha mọi người. Chứ còn giá bình thường mình bán không có giá này nha. Tiếp theo là nguồn này, máy băng vít TTG, băng vít TTG 12V. Con này thì ngoại hình thì hơi cũ nha, đi tóc này, máy chạy rất là êm nha mọi người. Đấy, trái phải này, con này anh chị bị hơi hở chỗ này mọi người, về đây về mở cái đầu ra cái là gắn vô lại thôi nhé, gõ vô lại cho nó sát mí thôi. Đấy, con này chạy khá là ok đó, trái phải ok, điều tốc ok, thắng ok luôn, đào ngon. Đấy, đào chỉ hơi nhích nhẹ thôi chúng người, hơi nhích nhẹ thôi, không được coi là rơ nhá, hơi nhích nhẹ đó, mình cứ quay rõ ràng cho mọi người thấy, ưng thì lái thôi. Đấy, máy chạy rất là êm nha mọi người. Đấy, sạc còn sống, hai quả pin còn cầm nhưng mà mình không bao cầm. Đấy,
số 2. Số 2. À, mình bán giá 650.000 Hitachi nha mọi người. Hitachi 12V. Con này ngon. Giá. Tiếp theo, đây. Con này. Nào đi ạ. Này. Vệ sinh được cái đầu này xong. Do nó không tiếp như thế nào đây. Để mình cứ lấy cái cây mình cài thử cho mọi người. Chắc phải. Thắng ok, điều tốc ok nha mọi người. Thắng ok, điều tốc ok. Trái phải ok nha mọi người. Đấy. Không biết do nó không tiếp hay là như thế nào. Quả pin thì lúc nãy mình sạc còn được. Đây. Coi như quả pin đấy đi. Cục sạc còn sống nhưng mà giờ ra mình coi như cháy luôn đi. Cục sạc còn sống coi như cháy luôn đi. Tại vì quả pin giờ mình coi như cháy rồi. Thì nếu mọi người về đóng lại thì chế cục adapter vào trong cục sạc lại luôn cho nó đẹp nhé. Đây. Máy sống đầy đủ chức năng. Trái phải ok. Điều tốc ok. Thắng ok. Đây. Mắc hai cái chốt rồi mọi người về chế vào. Này. Bộ số 3. Bộ này bán 370.000 thôi. Đấy, 370.000. Giá ưu đãi cho mọi người mua. Tiếp theo, bộ này. Đây, máy băng vít Hitachi. Băng vít Hitachi 12V nha mọi người, Hitachi 12V. Này, vỏ pin đứng cao này. Máy rất là êm nha mọi người. Đấy. Đó, trái phải ok, điều tốc ok, thắng ok nha mọi người.
Rồi, đào này, đào mọi người coi này, thấy chưa? Hơi nhít nhẹ thôi, nó không được coi là rơi, nó chỉ hơi nhít nhít thôi, đồ cũ mà. Đấy, sạc còn sống, pin còn cầm nhưng mà mình không bao cầm nhé. Đấy. Máy, bộ này. Bộ số 4. Bộ này mình cũng bán 650.000. À, cái này có một bộ binh này. Một bộ binh bộ này bán 600 thôi. Số 4 600 thôi nha mọi người, số 4 600. RYOBI 12V nha mọi người. Này. Đấy, máy điều tốc ok. Thắng ok này, có đèn này. Con này rất là ngon nha mọi người. Đấy. Đào không rơ luôn, cứng ngắc luôn, vỏ pin đẹp này. Vỏ pin đẹp nha mọi người. Sạc còn sống nha mọi người. Đây bộ này rất là ngon. Đấy. Bộ số 5. Số 5. Bộ này bán 680.000. Nó bán 680.000 nha mọi người. Tiếp theo đây là bộ này, khoang Nati 12V, đầu 13 ly, đầu 13 ly autolock nha mọi người, đầu 13 ly autolock này. Đấy, cái vỏ pin này, đây, vỏ pin này nó hơi lỏng lỏng, ý là cái chân pin vệ sinh đi là được nhé. Đấy mọi người, khoang con này nó có nhược điểm là nó bị mắc thắng thôi nha mọi người, bị mắc thắng. Đây, đào thì còn ngon. Đấy. Đấy. Đào còn ngon nha mọi người. Đào rất là ngon. Trái phải ok. Điều tốc ok. Đấy, mắt thắng. Nhanh chậm ok nha mọi người. 5 cấp trượt. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Bỏ pin còn cầm này, nhưng mà mình không bao cầm nhé. Đấy. Đấy mọi người. Đào hơi nhít nhít thôi. Đấy. Để như thế này. À, tìm 2 con khoang autolock. Con này rất là mạnh và ok. À, hôm nay bộ số 6. Số 6 này bán 650.000. Tôi 650.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. À, mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng cho mình là 0854 901 685. Mình ở Đà Nẵng nhé. À, chào mọi người.